Cầm cầm dây điện trời. Xe xe đó. Xe. Hôm nay anh Quý đang hàng cái chân trống vậy các bạn, nó hàng bằng mấy điện rồi các bạn, nên là nó có mấy hàng điện mình hàng các bạn. Nên là nó lấy mấy cục bình này các bạn, nó lấy ba cục bình nhắm lại hàng với nhau nha. Chịu nổi được con không mày? Chịu nổi lên gì lớn. Rồi bây giờ các bạn chuẩn bị coi cái kết full nhậu nha, để mình ngồi chiếc xe xích gà chút xíu. Đây là cách hàng của ông Quy nè. Nó đang kẹp vô cái cây nè. Rồi hàng đi. chấm mạnh vô nó mới ấy. Ừ. Cái tội anh em lộ bên lộ luôn. Đẩy ra khúc này nè. Anh đưa cái buộc em mới dắt ra được chứ. Buộc dắt cũng được hả? Lấy bình đó mà hàng hả? Đúng rồi đó. Lấy bình cho anh hàng luôn á. Chứ giờ kiếm lấy bình nào? Cái phụ gỡ, ủa tính ngay gỡ phụ á. Ghen chi vậy? Nãy giờ mày bóp kiểu gì vậy? Bóp kìa, bóp. Giờ đang bóp rồi cho chạy thử nè. Nãy nè, nó lấy con này bóp vô nè. Bóp kiểu vậy em biết nè. Nó làm cái gì ta? Em biết nè. Nó cũng hiểu luôn. Rồi. Bắt đầu. Chạy sức gấp một cái. Thì có lộn mèo. Ờ, cái yên nó rớt rồi, mới gấp mới xiết gà. Gà. Vừa đại, chút. Xe gì có hàng ngồi hết nè. Xe vẫn hàng ngồi hết hai bên nè. Xe đó nha. Đi vào không luôn, vào không hồi đứng thắng sao gà dò được không nổi. Gà dò bị tới xương luôn. Dễ đầu coi, bắt đầu coi. Đó. Đó. Thấy mà. Chiếc xe tải chạy thắng này gấp. Kìa chạy kìa. Xe tải kìa, xe tải chạy ép luôn, chạy hết chạy được luôn rồi. Thanh niên nguy hiểm. Cái nào hai bình chó luôn kìa. Xíu là đuổi cho bánh luôn rồi. Hàng thấy nghi cái Quy ơi. Đeo cái hàng nữa hả? Chứ đồ nãy em test rồi, lửa nó ra mạnh lắm. Các bạn chuẩn bị coi thằng Quý này nó hàng bằng cái gì? Sao vậy được? Nắng như dâu vậy. Để nó. Rồi hàng đợi đi. Khoan. Đưa kẹp nha. Ủa? Chắc không? Mấy tay tới nay mà tạm đi. Hàng đi. Nổ không? Đó, lên từ từ rồi đó. Lấy, để em lấy cạnh lấy nhát. Đâu? Thằng nhỏ nè. Bình tím xìu sao ấy? Cái này anh mẹ dắt gì nổi nữa. Chuyên quý nhẹ hả? Đè mạnh mạnh vô một cái. Đợi sắt nó chưa dính vô mà. Nó giờ đang hàng các bạn ơi, đang làm gì đó bạn coi nè, bình quang nè,
chập bánh mảnh, chập bánh mảnh vô. Bật máy điện đã. Thì mày đem ra mày có mày chỉ nha. Mày lấy nha. Mày chạy không tường không hẹn cái đá luôn đi. Hẹn cái đá luôn hả? Ừ, không hẹn. Không hẹn cho chảy bình luôn. Chấm mạnh mạnh vô nó mới cài điện, cái sáp nó còn nó cài điện được. Cái gì vậy, coi làm gì vậy? Cái cọng ấy mày chưa kẹp vô mày hàng cái gì? Nó có dính đâu mày hàng. Nó bị bệnh thiệt. Cái cọng điện nó đưa vô cái miếng sắt nó không có dính sao nó hàng được. Không dính thì chặt lửa. Nó chặt lửa nhưng mà nó không có bệnh. Cãi. Nãy dở thiệt chứ. Nè, chưa. Cái cọng dây điện nè. Đè xuống cái chân dựng này cho nó cứ ngắt rồi, xe đậu lại. Xe đậu lại. Vậy nha, xe đậu cứng lại. Đè xuống, cứng chưa? Cho nó cứng á. Cứng không? Không lên vậy gì lấy kìm kẹp. Lấy cái mũi lết kìa. Mũi lết kẹp cộng dây điện vô. Sắt rồi nó mới dính. Trong bốn bình mới chịu nổi nha. Bình yếu à. Cái bình mới hàng mới ngon, cái bình căng bét luôn. Cái gì? Bình mới hai á, hàng căng bét luôn. Thôi được, ngon á. Bình mới hàng ngon hả Định? Chú bê đỏ nó hàng thầy luôn. Chú bê đỏ hàng mạnh phải không? Căng bét luôn. Mình chưa bay đỡ hàng căng bét. Làm gì vậy? Làm gì tẹt tẹt hả? Ủa sao ngộ hả? Là sao không hiểu á? Không biết hiểu hàng gì nữa rồi. Gì vậy ông nội? Cái gì cha? Ra khói luôn cha. Chết mẹ nó rồi, nó phụ mình. Chạy với nó cái vợ nè. Sao nó phụ lắm vậy? Kìa nó ra khói ghê mới định. Nỉ mẹ mày đem giục mình luôn. Lẹ lên nỉ mẹ mày nổ. Cầm với điện chổi. Xe đó. Làm gì anh? Ủa, cái bệnh nó mày à? Ừ. Cái bệnh thì như mô á, xịt khói hay ghê quá. Mắc cười. Tự nhiên em muốn ăn ngoài nhà không ăn được. Chơi á. Bận lộn mà. Tự nhiên em thấy cái rồi, nhưng mà tự nhiên nó phì lên, xịt khói lên. Nó càng xịt khói càng phì lên. Là bị gì á? Bị cái mày chứ nhổ chứ bị gì. Mày bị ra thằng đó làm đồng. Cái ghê quá, người ta nguy hiểm này quá. Khi mà đem ra nhỏ nước mà nhỏ nguy hiểm quá rồi. Tự nhiên em thấy khói đâu ngùn ngùn. Mình nó mới đầu phản nó phẳng hả? Mới đầu nó phẳng. Tự nhiên nó phì lên, nó xịt khói vậy, nó phì 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 lên. Áo cùng em nổi em nhé thầy gấp. Lượm em quay nó nổ một. Bây giờ qua đụng nó nổ một cái nè, coi quy tẹt nữa á, xì khói. Quy hết dám lượm cái mình luôn rồi. Bảo đảm nóng nổi luôn á. Giữ nóng nóng luôn.
Đâu qua rồi, có nóng không? Nóng rồi, đợi lát nguội đem về, con nguội đem về. Gì vậy Quy? Còn chạy nấy Quy ơi. Gì vậy? Bình thường áo. Cái bệnh nó phì lên nè trời. Phì lên nè. Ôi nó phì bên đây lên luôn nè, nó xì cái lỗ này luôn nè. Nó xì acid vậy. Ôi cái bệnh này tới giờ nãy không phù luôn á. Nè nó lủng lỗ này nè. Lỗ các bạn. Quá vậy cái lỗ luôn rồi. Hàng Quy giục mình gấp liền chọi 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 qua lỗ gấp. Nó lủng luôn khùy, lủng luôn kìa. Ghê hả? Mỗi ngày thịnh. Hàng Quy nguy hiểm anh định. Hàng Quy quán vậy, không giục đâu vậy nó giục nhà thôi. Nó cầm bình nó dí giục nó giục qua tiệm cơm. Thằng Quy khôn ghê bạn. Dù đâu nó đang dùng vào tiệm cơm hay là dùng bên lỗ.